Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, lợi dụng nhu cầu chi tiêu tăng cao của người dân vào thời điểm cận Tết, tín dụng đen lại có xu hướng gia tăng và có những biến tướng, thủ đoạn tinh vi hơn để tiếp cận người cần vay tiền. Dễ vay nhưng khó thoát, lỡ vay tín dụng đen, nhiều người đã bị khủng bố, đe dọa. Đây là câu chuyện mà đường dây nóng của Alo Cử Tri nhận được nhiều phản ánh của người dân, những người được xem là nạn nhân của loại tội phạm này. Tải app về điện thoại và đồng ý vay tiền là xong. Thủ tục vay nhanh gọn, giải ngân trong vài giờ, lãi suất thấp. Ban đầu chỉ vay 10 triệu, nhưng tiền lãi cộng tiền phạt đã tăng lên nhanh chóng, khiến thanh niên này không đủ khả năng trả nợ và liên tiếp nhận được điện thoại khủng bố, đe dọa, liên lụy đến người thân, đồng nghiệp và bị cho nghỉ việc. Tôi có tham gia vay tiền trên app, nên tôi tham gia vay rồi cứ lấn sâu. Lúc không có khả năng trả thì tôi xin khất, nhưng họ không cho tôi khất, họ nhắn tin và gọi điện dọa nạt tôi. Xong sau đó thì họ khủng bố tinh thần tôi, thậm chí cả người thân nên tôi sợ. Tôi mới báo công an vì lãi suất 1/5 quá cao, tôi không còn có khả năng chi trả. Trong khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi những điều kiện nhất định mới có thể được vay tiền, thì hoạt động cầm đồ hoặc cho vay tín chấp lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tế này sẽ là kẽ hở để một số đối tượng cho vay nặng lãi. Có thể dễ dàng nhìn thấy độ phủ sóng của hoạt động cầm đồ nhiều trên các tuyến phố. Tầm con này bây giờ cần bao nhiêu? Con này là được 2019. Chắc khoảng 2 triệu. Nếu mà tầm con này thì bao nhiêu, 1 triệu bao nhiêu? 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu 1 triệu một ngày. Đến những ngày đấy rồi mà em chậm, tầm 50 ngày thì có phát sinh thêm một tí gì không? Không, cứ em cứ tính theo ngày, bao giờ em lấy chị 4 ngày ra tính tiền. Em trả bao nhiêu thì chị trừ đi. Em trả nhiều thì chị phải trừ sang gốc cho em. Nó chỉ có phải là cho vay gì đâu mà phải xác minh nhà cửa gì đâu. Thì chính chủ tên em trên đăng ký giả của em là ok, là chuẩn. Đúng không? Dễ vay nhưng không dễ trả, nên rủi ro không chỉ dành riêng cho người vay tiền, mà cả những người bị mất giấy tờ tùy thân hoặc điện thoại cũng đã bị đối tượng khác dùng đăng ký vay tiền tín dụng đen. Theo cơ quan công an, tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp, phản ánh rõ trên 3 phương thức: truyền thống kết hợp công nghệ và công nghệ mới hoàn toàn. Việc tham gia vào các cái hoạt động tín dụng đen dù truyền thống hay công nghệ cao cũng để lại cái việc chúng ta phải chuyển các cái thông tin của chúng ta cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Thì từ đó thì các đối tượng có thể sử dụng các cái thông tin này để đòi nợ. Pháp thứ nhất là phải tuyên truyền cho người dân. Để phải hạn chế, chúng ta cũng không tin được vào những cái lời mời chào. Chúng ta không thể tin vào những cái chính sách mà hết sức là ưu đãi của những cái tín dụng đen. Đấy, một mặt là chúng ta cũng phải đấu tranh quyết liệt đối với những cái tín dụng đen. Và cũng phải nghiên cứu để xem là cái tín dụng đối với các cơ quan ngân hàng của chúng ta dưới sự lãnh đạo của nhà nước như thế nào mà người dân có thể tiếp cận một cách nó tiện ích nhất, thuận lợi nhất. Tín dụng đen là vấn đề tồn tại nhiều năm qua, cho dù đã bị triệt phá mạnh mẽ. Nếu người dân vì cả tin, đặc biệt là chủ quan với những thủ tục vay nợ dễ dàng, thì việc gặp rắc rối phiền phức khi đáo hạn là điều khó tránh khỏi. Alo, kênh 7 xin nghe.